đi công 7/2 Liệt. với lại Đây là số trăm. Sigma combo thần thánh Sigma 1750 đó, thêm con len thì gọi là thần thánh kim dung, thấy chưa? Nhưng mà trộm vía lên được con Trăm dạ vía 62 2470 F2.8 ngành Z hết luôn nha. Đó, combo này gọi là thần thánh luôn. Anh em mà là chụp đám cưới đồ này nọ à, có thể là chụp combo này xong rồi chuyển lên, cái này mới gọi là thần thánh, cái này là đi mưu sinh. Đó, lên con Thôi bỏ này. thôi, bỏ thôi, ngày này đầu tay. Đó, ai đầu tay. Nói chung ai cũng phải có một cái bước gọi là bước đệm. Bước bước thứ nhất rồi thì mình mới bước được bước thứ hai như hôm nay. Đây một vị khách đến từ vị trí miền Tây sông nước Chẳng mèo Cà chắc cô Mau ý cô bản đồ luôn rồi đó. đây tính lên nói anh nói định lấy hai con nhưng mà nghĩ lại thôi mấy con thôi con này con kia này đúng không anh hợp khúc này trong gió Đằng đâu nó biết được mấy cái gì vậy chưa người mua người người mua chưa thấy rung mà hay sao người người viết thấy rung mấy người viết người biết rung lắm anh. quá đã 85305 đây rồi rồi chốt. đây là ảnh thợ chụp cưới nha đúng không anh chụp Dạ cưới đúng đúng rồi. không đó thì có Đi gì quê không? anh em ở Cà Mau mà thấy cái mặt ảnh như thế này nè đó thấy mặt ảnh thì nhớ ủng hộ anh nha chụp cưới hơi bị uy tín đó nhìn cái vàng này thấy uy tín rồi chứ không không biết về sau sao nữa.